Câu chuyện kể về Pha, một người nghèo khổ giữa lòng thành phố Sài Gòn. Hàng ngày để kiếm sống, anh đi nhặt ve chai ở ngoài các con phố và bãi rác. Anh chẳng muốn gây chuyện với ai vì nhà đã có vợ và một đứa con vừa sinh. Nhưng tình thế đưa đẩy khiến anh vướng vào một chuyện rắc rối với hàng xóm. Đã nghèo hèn, lại ngu dốt không được học hành, anh và hàng xóm mắc bẫy ông nghĩ lại, phải mượn ông một số tiền để đi kiện tụng, mà kết quả thì chẳng được gì. Sau một thời gian, vợ chồng anh quyết định phải bán chiếc xe của mình để tích góp một số tiền đủ để trả nợ cho ông Nghị. Tưởng chừng như dứt được món nợ này, vợ chồng anh sẽ đỡ gánh nặng phần nào và có thể tập trung vô làm ăn. Xong, khi đến trả nợ, anh lại không thể trả số tiền đó bởi những lời nói, những lời trách ngon ngọt của Nghị lại. Đó chính là bi kịch của một người dân khốn khổ vì quỳ xin được trả số nợ của mình. Đi đâu rồi chú em? À, dạ em tới gặp ông này có chuyện. Ổng tiếp khách ở chỗ rồi, qua bên kia đợi xíu đi. Ủa vậy chứ mày qua đây làm gì mà mượn tiền ông Nghị nữa hả? Hay là mày định làm thân với ổng? Gì chứ mấy cái thằng mà mặt nai tơ như mày chắc ông Nghị cũng khoái lắm á. Dạ thôi anh đừng chọc em. Không giấu gì anh, vài tháng trước nhà em vướng một kiểu với thằng hàng xóm nên em mới mượn tiền ông Nghị. Nay bán được xe nước mía, em gom tiền qua trả cho ổng. Ấy hả? Nhưng mà hên xui nha. Nhưng mà nhìn mày tao nghĩ chắc là xui hơn hên rồi. Ê, ổng cũng tiếp khách xong rồi á, mày đi vô gặp ổng đi. À, cảm ơn anh. Pha hả? Kiếm anh có gì gì không? Lại hết tiền rồi hả em? Lại đây ngồi với anh nè. Anh nói lại đây ngồi với anh. Cho em xin phép. Dạ hôm nay em đến trả món nợ hôm trước anh hả? Gì đó em, anh đâu có đòi tiền em đâu. Em để tiền đó mà em ăn xài. Cái thân của em á thì ốm o gầy mòn, da thì đen thui, tội chi em phải khổ như vậy. Về với anh, làm sai vặt cho anh, anh lo cho, sướng gần chết mà em còn không chịu. Dạ, dạ thôi anh ạ, anh nhận giúp em. Bây giờ em có em trả chứ sợ mốt túng thiếu là không có tiền trả anh. Tiền ở đâu mà có vậy em? Đừng có nói là đi mượn tụi cho dây nặng lãi nha. Nó mà đòi á, là còn dữ hơn anh nữa đó. Dạ không có, em đi em bán xe nước mía anh ạ. Trời đất ơi, có cái gánh nước mía để bán người ta mà em cũng dám bán là sao? Dạ, vợ chồng em còn sức khỏe, lụm ve chai cũng sống được qua ngày, trả hết món nợ này cho nhẹ đôi vai. Em cứ giữ đó đi, em về em mua lại xe nước mía để gia đình có đồng ra đồng vô. Nhưng mà... Thôi nghe, anh nói rồi đó, tiền này em giữ lại đi, em về em mua xe nước mía. Anh thương thì để anh thương, chứ để anh ghét là không được đâu. Em về đi. Dạ vâng, em xin phép anh về, em xin phép anh về trước ạ. Ủa nó về rồi phải không? Ừ, tôi cho nó về rồi. Thằng nó đì lắm, đuổi hoài nó mới chịu về. Thế ông đã nhận tiền của nó chưa? Tôi kêu nó đem tiền về rồi. Trời đất ơi, tôi không tin được luôn. Nó đưa tiền thì sao ông không lấy đi? Nó nghèo kiết xác như vậy, giờ nó có tiền ông không lấy thì sao này đâu tiền nó trả cho hai đứa mình? Đúng là cái thứ đàn bà ngu. Thứ tôi cần không phải là tiền của nó, mà là cái căn nhà của nó. Nó không có tiền trả càng tốt. Sau này không có tiền thì lấy nhà. Trời ơi, đúng là chồng tôi giỏi thật. Đúng là tôi nhìn xa trông rộng.
Ủa sao rồi, vô chổng trả tiền được không? Khổ quá anh à, em thằng này mãi cũng không được. Ông ấy kêu em lấy tiền nó về làm vốn. Em chỉ sợ sau này xài hết là không có tiền trả ổng. Tao đã nói với mày rồi, mày trả tiền là chuyện của mày, nhưng mà nhận hay không là chuyện của ông Nghị, không có trả được đâu. Ai trời, thiếu nợ người ta phải mang xin đến bậy. Số tôi sợ khổ hết.